Xin chào các bạn. Vâng, sau khi dòng iPhone 15 series ra mắt và cũng đã có những cái giá bán chương trình khuyến mãi tại Việt Nam thì rất nhiều anh em bây giờ lại đặt ra một câu hỏi là à, ah, bây giờ chúng ta có nên đi mua iPhone 14 Pro Max hàng cũ hay không nhỉ? Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này. Let's go. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải nói đến giá bán của dòng iPhone 14 Pro Max À, thì các bạn có thể thấy rằng là nếu mà các bạn mua thông qua những hệ thống bán lẻ Mà có hàng cũ á, ví dụ như mình tham khảo qua hệ thống di động Việt nha Phiên bản 128 dành cho iPhone 14 Pro Max Nó sẽ lanh quanh khoảng tầm là 22 triệu à, Tức là nếu mà các bạn mua sang tay người dùng á, Thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ lanh quanh khoảng tầm từ 20 cho tới là 22 triệu đồng ha Thì với cái tầm giá như thế này Ừ, mình nghĩ rằng là những bạn mà mua iPhone 14 Pro Max hàng cũ á, có thể là các bạn đang sử dụng những cái đời máy rất là sâu của nhà táo, ví dụ như là iPhone 8 này, iPhone X hoặc là 11 Pro, 12 Pro Max chẳng hạn đi. Thì các bạn chưa bao giờ được trải nghiệm màn hình 120Hz cả. Vậy thì nếu các bạn chưa trải nghiệm màn hình 120Hz thì tốt nhất cũng không nên đụng tới chiếc iPhone 14 Pro Max hàng cũ để làm cái gì cả. À, mặc định là khi các bạn nâng cấp lên cái sản phẩm này chúng ta sẽ có màn hình dạng viên thuốc, chúng ta sẽ có chất lượng camera ok hơn, hiệu năng cũng ngon hơn, hay rất rất là nhiều những thứ khác nó sẽ ok hơn so với là phiên bản máy cũ mà các bạn đã từng sử dụng. Tuy nhiên cái vấn đề nó cũng hơn ở đây, đó chính là cái rủi ro mà các bạn gặp phải với chiếc iPhone 14 Pro Max hàng cũ á, nó cũng sẽ lớn hơn. Mà rủi ro ở đây lại gì? Nó lại liên quan tới màn hình các bạn ạ. Cái màn hình của những cái con máy nhà táo mà có 120Hz thực sự mà nói là nó quá quá nhiều rủi ro dành cho người dùng. Mặc dù anh táo anh có thừa nhận hay không á thì có một thứ mà người dùng phải chấp nhận đó chính là nếu hết bảo hành rồi hư màn thì chúng ta chỉ có đi thay thôi hoặc là chúng ta đi câu dây hoặc là tích 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 cái gì đó thôi đúng không, mọi người chứ anh táo anh cũng đâu có thay miễn phí giống như kiểu là mấy cái anh android như là samsung mình nhớ không nhầm là có mấy con nó cũng bị hiện tượng là sọc màn hình nhá hay là oppo với dòng file x 5 pro khi bị sọc màn hình mặc dù hàng hết bảo hành mình nhớ không nhầm là hàng hết bảo hành rồi nhưng mà hãng vẫn chấp nhận thay thế miễn phí cho người dùng còn anh tá thì không anh táo nhất quyết là anh chối bỏ rồi có thể kiểu như là người dùng không biết cách xài điện thoại chẳng hạn đi thì cái rủi ro mà các bạn bỏ ra khoảng từ 20 cho tới là 22 củ khoai để mua về một chiếc máy hàng cũ đã qua sử dụng nó rất lớn nó liên quan tới màn hình ok có thể là một số những chiếc máy hàng cũ bây giờ vẫn còn bảo hành chính hãng của nhà táo nhưng mà mình nghĩ rằng là chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi nó cũng sẽ hết bảo hành mà thôi Đúng không mọi người? Bởi vì thông thường thì bảo hành sẽ là tầm 1 năm Mà các bạn mà bây giờ mua được những cái con iPhone 14 Pro Max mà giá thấp á Giá càng thấp thì tất nhiên là cái thời gian bảo hành chính hãng của nó sẽ càng ngắn Còn nếu mà ví dụ như bạn nào mà mua kiểu như là có bảo hành 2 năm của nhà tá Thì chắc chắn là sẽ không có cái mức giá bán lại mà từ 20 cho tới là 22 triệu đồng đâu Đúng không mọi người? Và nó sẽ là một cái rủi ro rất lớn dành cho các bạn Ở cái thời điểm mà kinh tế nó cũng không phải là quá là tốt như ở thời điểm hiện tại thì mình khuyên các bạn là với cái tầm giá đó, các bạn mà mua một chiếc máy để sử dụng dài á, khoảng 2 năm hoặc 3 năm thì tốt nhất các bạn năm nay thì mình thấy rằng là dòng 15 và 15 Plus cũng khá là ok đấy chứ. một số bạn cứ chửi cái dòng này là nó không có màn hình 120Hz, nhưng mà có 120Hz của nhà táo thực sự nó là một cái vấn đề rất là nan giải. Thực sự luôn đấy các bạn, mình thấy rằng là nó có quá là nhiều vấn đề, mình kể cho các bạn một câu chuyện nha. Cái thời điểm mà cách đây một bạn TikToker cũng rất là nổi tiếng À, về mảng xe thì cái thời điểm mà iPhone 13 Pro Max nó bị lỗi mà bị xanh màn rồi là sọc màn tùm lâm màn gì đấy thì cái máy của bạn ấy không vấn đề gì cả trong khi đó thì trong cái công ty của bạn ấy á là ai mà có 13 Pro Max thì đều để bị xanh màn sọc màn tùm lâm màn hết rồi và phải đi thay thế này nọ ABC thì bạn ấy cũng cười hả hê lắm bảo ôi trời ơi đi mua sách tay làm gì, mua chính hãng đi Bạn ấy còn nhắn tin cho mình mà cái nick Facebook cũ của mình lại bị mất rồi nhưng mà chỉ trong khoảng một thời gian ngắn thôi, khoảng vài ba tháng sau thôi Thì chiếc máy 13 Pro Max của bạn ấy hàng VNA cũng tạch luôn Thì các bạn có thể thấy rằng là những chiếc máy mà có màn hình 120 hz của nhà táo Thực sự nó đang rất là có vấn đề Mình chưa biết là dòng 15 Pro và 15 Pro Max có 120 hz nó sẽ như thế nào Bởi vì chưa có ai được sử dụng dài cái chiếc máy nó cả nhưng mà hai cái con máy hai cái dòng máy mà nhà táo đã ra mắt rồi một hai năm rồi thì các bạn thấy rằng có quá nhiều vấn đề liên quan tới màn hình 120Hz đúng không mọi người và khi các bạn bỏ ra một số tiền rất là lớn bằng một con Honda Way phá để mua một chiếc máy mà về cứ sống trong lo lắng như thế này thì mình nghĩ rằng là tốt nhất chúng ta không nên mua chúng ta hãy nên mua những cái dòng mà ok tính năng của nó có thể là ít hơn nó không có màn hình 120 hẹp nó không có camera tele rồi một số những cái thứ khác nó không hay ho bằng so với là cái con 14 Pro Max này nhưng có một thứ các bạn sẽ cảm thấy hài lòng đó chính là cái an toàn cái đã khi mà chúng ta đi mua một cái sản phẩm á, thì mình nghĩ rằng là nó cần phải phục vụ cho nhu cầu của chúng ta và giúp cho chúng ta sử dụng một cách thoải mái chứ không phải là mua về và chúng ta luôn luôn sống trong cái sự lo lắng là một ngày nào đó nó lăn đùng ra tèo thì mình vẫn thực sự đó là góc nhìn cá nhân của mình nha là mình không khuyên các bạn là nên mua iPhone mình không khuyên các bạn mua iPhone 14 Pro Max mà tầm tiền như thế này thì mình thấy rằng là năm nay à, một số những cái chuỗi ví dụ như là di động Việt chẳng hạn đi Cái tầm khoảng 20 củ các bạn mua con iPhone 15 cũng ok rồi Thực sự là cũng ok rồi các bạn ạ à, Cái màu sắc năm nay thì mình thấy là nó cũng khá là đa dạng và ok đấy chứ Cũng ổn đấy chứ các bạn Thì các bạn có thể là tham khảo qua những cái dòng đó ha à, Tại vì bây giờ nếu mà mình khuyên các bạn là 14 rồi mắc cặn thì cũng được thôi không vấn đề gì cả Tuy nhiên à, các bạn sẽ phải sống trong sự lo lắng thì mình nghĩ rằng là không nên chúng ta không nên làm như vậy nhá chúng ta hãy mua một chiếc máy về và sử dụng nó một cách thoải mái nhất có thể chứ đừng mua máy về rồi sau đó chúng ta phải đi hầu hạ nó mệt mỏi lắm các bạn ạ à, không biết là các bạn ở đây đã bao giờ các bạn mua một cái sản phẩm mà giá trị lớn mà nó bị hỏng chưa thực sự là nó rất là mệt và nó rất là đau đầu nhá bản thân cá nhân mình cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề này rồi ví dụ như cái xe của mình chẳng hạn đi nó cũng có rất nhiều vấn đề mình cũng phải mất quá nhiều thời gian để đi sửa chữa nó À, hay là một chiếc điện thoại của thằng em mình cũng vậy thôi, nó cũng phải đi qua đi lại đi qua đi lại tìm hết chỗ này chỗ kia để mà sửa chữa thì nó rất là đau đầu. Ha. À, do đó thì nếu ở góc độ cá nhân của mình, mình sẽ không khuyên các bạn mua iPhone 14 Pro Max hàng cũ. Nếu có mua các bạn mua hàng mới và gần hết bảo hành để bán luôn đi, ha. cho nó an tâm các bạn ạ. À, còn các bạn, các bạn có những cái suy nghĩ gì về chiếc iPhone 14 Pro Max hàng cũ, đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Còn bây giờ thì.